chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Tanda được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Sau đây là tóm tắt những tin chính. Trong cuộc họp diễn ra vào ngày 7 tháng 4, các đại biểu đã thông qua việc kéo dài tình trạng khẩn cấp đến 30 tháng 4. Ngày 9 tháng 4, Quốc hội đã phê duyệt khoản hỗ trợ 25.000 korun cho người kinh doanh cá thể Osservatcher. Dự thảo về việc hoãn trả nợ thế chấp và trả góp từ 3 đến 6 tháng đã được Hạ viện thông qua vào ngày 7 tháng 4. Phương án lây lan cộng đồng được các nhà dịch tễ Séc đưa ra và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Thứ trưởng Bộ Y tế Roman Primula sẽ nhận được danh hiệu cao quý nhất cấp nhà nước do những đóng góp của ông trong việc phòng chống dịch COVID-19. Social distancing, khoảng cách xã hội đã trở thành một tiêu chuẩn của thế giới. Trong cuộc họp diễn ra vào ngày 7 tháng 4, các đại biểu đã thông qua việc kéo dài tình trạng khẩn cấp đến ngày 30 tháng 4. Đề xuất kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày, tức là đến ngày 11 tháng 5, được đưa ra bởi Thủ tướng Andrei Babich và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jan Hamáček đã không có được sự ủng hộ của các đại biểu. Đảng đối lập không muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp hơn so với mức cần thiết. Theo họ, chính phủ đã không đưa ra được những kế hoạch hành động cụ thể và tầm nhìn rõ ràng, cũng như không giải thích được với dân chúng lẫn các đại biểu lý do tại sao cần phải kéo dài tình trạng khẩn cấp đến tận 30 ngày. Theo Chủ tịch Đảng ODS Petr Fiala, kéo dài tình trạng khẩn cấp mà không có những lập luận giải thích xác đáng là một hành động vô cùng bất thường. Nếu chính phủ trong tương lai không thể đưa ra được các kế hoạch rõ ràng cụ thể, thì đây sẽ là lần cuối cùng chúng tôi ủng hộ việc kéo dài tình trạng này. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jan Hamáček đã đưa ra lời đáp trả. Người duy nhất có kế hoạch ở đây chính là con virus. Mọi người đừng yêu cầu chúng tôi cho một kế hoạch với đưa ra các mục tiêu. Khi nào chúng ta dập được đại dịch, thì hãy nói đến những kế hoạch tiếp theo. Chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại những điều chính phủ cho phép và không cho phép kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố. Chính phủ đã áp dụng tất cả những quy định như hạn chế di chuyển tự do, không tụ tập trên 2 người ở nơi công cộng, cũng như hạn chế việc kinh doanh một số ngành nghề. Ngoài ra, chính phủ cũng yêu cầu doanh nghiệp phải ưu tiên cung cấp một số mặt hàng thiết yếu cho các cơ quan đã được chọn. Tình trạng khẩn cấp được chính phủ tuyên bố khi sức khỏe và sự an toàn của người dân bị nguy hiểm. Ví dụ tại Cộng hòa Séc sau cơn bão ở Kyiv năm 2007, hay sau trận lụt năm 2013. Và bây giờ, lần đầu tiên trong lịch sử, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn nước Séc, thay vì trước đây tình trạng này chỉ được ban bố khoanh vùng. Theo Thủ tướng, tại thời điểm khẩn cấp hiện nay, chính phủ đã họp 15 lần và thông qua hơn 160 nghị quyết. Ở Hạ viện, Thủ tướng Andrei Babich đã nêu thêm, trong số đó là việc đóng cửa biên giới, cấm các sự kiện đại chúng và bắt buộc che mặt. Theo lời trích của Thủ tướng, đại dịch tại đất nước ta không có nghĩa là Cộng hòa Séc sẽ quay trở lại một quốc gia mạnh và toàn năng, khi vẫn phải kiểm soát và theo dõi tuân thủ hàng ngày của người dân. Tình trạng khẩn cấp sẽ kết thúc và chúng ta sẽ quay trở lại cuộc sống như trước đây. Từ ngày 14 tháng 4, lệnh cấm rời khỏi Cộng hòa Séc đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là biên giới sẽ được mở cửa. Mọi người có thể đi qua biên giới trong các trường hợp chính đáng, nhưng sẽ phải thực hiện biện pháp cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày ngay sau khi quay trở về. Việc cách ly bắt buộc không áp dụng đối với các chuyên gia y tế, nhân viên dịch vụ xã hội và mới đây, thêm cả các nhân viên cơ sở hạ tầng trọng điểm. Ngược lại, người nước ngoài sẽ không được phép vào Cộng hòa Séc trừ những trường hợp ngoại lệ. Đối với những người Séc làm việc ở nước ngoài và đi về trong ngày, hay còn được gọi là pendlery, họ có thể đi làm 14 ngày, sau đó sẽ phải cách ly 14 ngày, thay vì trước đây phải ở nước ngoài ít nhất là 3 tuần. Tình hình đóng cửa biên giới sẽ phụ thuộc vào sự phát triển dịch bệnh của các nước láng giềng. Những người kinh doanh cá thể Osservatcher sẽ nhận được khoản hỗ trợ 25.000 korun từ nhà nước. Luật này đã được Quốc hội thông qua ngày 9 tháng 4 và chỉ chờ Tổng thống ký duyệt. Khoản hỗ trợ này sẽ được trả trong khoảng thời gian từ 12 tháng 3 đến 30 tháng 4. Một thay đổi mới được thông qua trong luật này chính là người kinh doanh sẽ không cần phải chứng minh thu nhập bị giảm so với năm 2019. Theo như thống kê, tổng Osservatcher trên toàn Séc sẽ được hỗ trợ là khoảng 700.000 người. Tổng chi phí từ ngân sách nhà nước là 17,5 tỷ korun. Những ai có thể nhận khoản hỗ trợ này? Những người có giấy phép kinh doanh đang hoạt động, không tạm dừng kinh doanh trong thời gian từ 12 tháng 3 đến 30 tháng 4 2020 và không nhận tiền trợ cấp thất nghiệp. Cách tải đơn: tải mẫu đơn tại trang web của Bộ Tài chính. Các thông tin cần điền trên mẫu bao gồm thông tin cá nhân, số tài khoản, bản tuyên thệ rằng việc kinh doanh của họ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cách gửi đơn: người kinh doanh có thể gửi đơn qua Databas Kranka, hộp thư điện tử cá nhân hay của công ty, Danovi Portal, trang điện tử của Sở Thuế, email, posta, bưu điện, Pratana, phòng tiếp nhận hồ sơ,
hay hòm thư ở sở thuế Sbirnai Boxing. Những người kinh doanh có thể đệ đơn từ ngày 15 tháng 4 và hạn cuối cùng có thể đệ đơn là 30 tháng 6. Khoản tiền bonus 25.000 này có thể được xin đồng thời cùng với trợ cấp trông con. Dự thảo về việc hoãn trả nợ thế chấp và trả góp từ 3 đến 6 tháng đã được Hạ viện thông qua vào ngày 7 tháng 4. Những người bị ảnh hưởng kinh tế bởi dịch bệnh COVID-19 sẽ có quyền xin hoãn trả nợ. Để có được quyền xin hoãn trả, người vay sẽ phải gửi bản tuyên thệ đến ngân hàng hoặc công ty phi ngân hàng. Người vay có thể chọn thời gian xin hoãn trả là 3 hoặc 6 tháng. Luật này sẽ được các nghị sĩ thảo luận tiếp. Mặc dù luật này chưa đi qua toàn bộ quá trình lập pháp, các ngân hàng đã nhận được tổng cộng 140.000 đơn xin yêu cầu hoãn trả nợ. Khoảng 60% trong số đó là yêu cầu xin hoãn thanh toán khoản tiêu dùng, 30% là xin hoãn thanh toán thế chấp và 10% còn lại là các khoản vay của công ty. Tình trạng khẩn cấp được tạm thời kéo dài đến cuối tháng 4, tức là đến ngày 30 tháng 4. Chính phủ đã nới lỏng một số lệnh cấm và cho phép mở thêm một số cửa hàng cũng như dịch vụ. Trong tuần vừa qua, vào ngày 7 tháng 4, chính phủ đã gỡ bỏ thêm lệnh cấm đối với các cơ sở thu gom, phân hủy rác và các khu thể thao ngoài trời. Chính phủ chủ yếu muốn hướng mọi người đến các hoạt động tập luyện dành cho cá nhân chứ không phải tập thể. Việc cho phép mở cửa này chỉ áp dụng với khu ngoài trời, ngoài thiên nhiên chứ không phải các khu vực khép kín. Ngoài ra, những người tập thể thao ngoài trời sẽ không phải đeo khẩu trang, ví dụ như đạp xe đạp hoặc chơi tennis. Tiếp theo đó, vào ngày 9 tháng 4, các cửa hàng bán sắt, vật liệu xây dựng và hobby market, ví dụ như OB, Bauhaus cũng đã được hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, chính phủ cũng đưa ra một số quy định đối với các cửa hàng, đó là phải chuẩn bị dung dịch khử trùng, cũng như găng tay trước lối vào. Khách hàng phải đứng cách nhau 2 mét và số người trong cửa hàng cũng có thể bị giới hạn. Điều này đã được một số cửa hàng áp dụng ngay khi trong tình trạng khẩn cấp được ban bố. Trong tuần, Bộ trưởng Bộ Công Thương Karel Havlíček sẽ thảo luận và đưa ra đề xuất cho phép mở cửa đối với một số các cửa hàng khác. Cả một danh sách cần đi lấy hàng. Thời tiết mưa gió, thời tiết nắng nóng, thời gian dành cho gia đình, thời gian dành cho bản thân. Làm sao có thể chu toàn mà vẫn đảm bảo công việc kinh doanh? Đã có chúng tôi, Tamda Express Brno giao hàng tận nơi. Đặc biệt miễn phí vận chuyển cho khách hàng tại khu vực trung tâm thành phố Brno. Tiết kiệm thời gian của bạn là mục tiêu của chúng tôi. Ngày 8 tháng 4, Chính phủ đã thông qua dự thảo luật tuyên bố chủ nhà sẽ không được phép đuổi người thuê ra khỏi nhà, cũng như kết thúc hợp đồng khi người thuê không có khả năng trả tiền nãi em do đại dịch COVID-19. Khoản nợ nãi em có thể hoãn trả đến cuối tháng 7 năm 2020, sau đó khoản nợ sẽ phải được trả vào cuối năm 2020. Đề xuất được đưa ra bởi Bộ Phát triển Khu vực đã nhận được nhiều chỉ trích từ chủ cho thuê. Theo Hiệp hội Chủ cho thuê nhà tại Cộng hòa Séc, bộ luật này là một tiền lệ nguy hiểm được Chính phủ đưa ra vào thời kỳ khủng hoảng. Đây là một sự chuyển giao trách nhiệm của nhà nước sang chủ sở hữu bất động sản. Hiệp hội không chấp nhận dự thảo này và theo họ, nhà nước nên giải quyết tình trạng này bằng cách trợ cấp cho người thuê nhà. Đề xuất này sẽ được các nhà lập pháp thảo luận ở Hạ viện. Những chuyến du lịch đã được lên kế hoạch sẵn, giờ đây phải hủy do đại dịch COVID-19. Ngày 7 tháng 4, dự thảo liên quan đến văn phòng du lịch đã được đưa ra. Đề xuất liên quan chủ yếu đến việc hoàn tiền cho khách hàng vì lý do khách hàng rút khỏi hợp đồng du lịch với kỳ nghỉ trong thời gian từ 20 tháng 2 đến 31 tháng 8 2020. Theo đó, dự thảo sẽ tạo điều kiện bảo vệ văn phòng du lịch và cho phép trì hoãn hoàn tiền cho khách. Khách hàng sẽ nhận được voucher trị giá bằng tiền của kỳ nghỉ hoặc có thể chọn chuyến du lịch thay thế vào thời điểm khác. Và các văn phòng du lịch sẽ phải cung cấp cho khách hàng chuyến du lịch thay thế mà không được tính thêm phí phụ. Để bảo vệ cho những công ty du lịch, chính phủ đã đưa ra thời gian hạn sử dụng voucher là đến 31 tháng 8 2021. Trong trường hợp khách hàng không muốn nhận voucher hoặc chọn chuyến du lịch thay thế, các văn phòng sẽ phải hoàn tiền cho khách hàng trong vòng 14 ngày kể từ khi hết hạn voucher. Đối với những khách hàng đã sử dụng dịch vụ nhưng số tiền vẫn còn dư, họ cũng sẽ nhận lại được sau ngày hết hạn voucher. Ngày 6 tháng 4, Bộ Y tế đã gỡ bỏ lệnh cấm với việc buôn bán khẩu trang phòng độc cao nhất, loại FFP3. Việc xuất khẩu cũng như buôn bán khẩu trang cho các cá nhân trước đó đã bị cấm do thiếu trang thiết bị bảo hộ vào đầu dịch bệnh. Trước đây, chỉ có những nhà cung cấp dịch vụ y tế và xã hội
cũng như chỉ có các cơ quan chính phủ mới có thể được phép mua loại khẩu trang này. Sau cuộc họp chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Adam Wojcicki đã tuyên bố bãi bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang với một số nhóm người. Những người bị rối loạn phổi tự kỷ đã nộp đơn xin miễn từ lâu. Quy định này cũng được miễn cho cả những người lái xe giao thông công cộng khi họ ở trong cabin kín một mình. Tuy nhiên, khi những lái xe này đi ra khỏi cabin, họ sẽ phải tuân thủ quy định như bình thường. Trong xe, cả gia đình cũng có thể lái xe mà không cần phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, điều này trước đó chỉ được áp dụng khi lái xe một mình. Nghĩa vụ phải đeo khẩu trang cũng không được áp dụng đối với trẻ em dưới 2 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, một phương án chống lại dịch bệnh được gọi là lây lan cộng đồng mới được đưa ra bởi các nhà dịch tễ học tại Séc. Chắc hẳn mọi người cũng giống như tôi đều hoang mang khi nghe cụm từ này. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về khái niệm qua video sau đây. Theo các chuyên gia, việc mở cửa hàng và một số địa điểm thể thao thực tế là những bước đầu tiên thực hiện biện pháp lây nhiễm cộng đồng. Theo như những nhà dịch tễ học tại Séc, dịch bệnh sẽ có thể không mất hoàn toàn. Nếu các biện pháp thắt chặt của chính phủ duy trì như vậy, sẽ có nguy cơ dịch bệnh tái phát sau khi chúng ta quay trở lại bình thường. Coronavirus nên để lây lan sang những người khỏe mạnh ở độ tuổi lao động, vì hầu như nhóm người này đều chỉ có dấu hiệu nhẹ. Ngược lại, sẽ cần phải bảo vệ những nhóm người có nguy cơ gặp rủi ro cao. Có thể hơi bất ngờ, nhưng nhóm người có rủi ro cao nhất không phải là người già, mà là những nhóm người có tiền sử về bệnh tật. Một khảo sát cho thấy rằng một người cao tuổi, khỏe mạnh, không có bệnh tật sẽ bị ảnh hưởng ít hơn những người có bệnh mãn tính. Sự gia tăng dần dần số người nhiễm bệnh sẽ giúp tăng khả năng miễn dịch tập thể. Khi trong xã hội hầu như không có ai có kháng thể, thì virus sẽ lây lan càng nhanh hơn, sẽ có càng nhiều người nhiễm bệnh cần sự giúp đỡ từ y tế hơn. Nhưng ngược lại, nếu phần lớn số người đã bị nhiễm sẽ có trong mình hệ miễn dịch, khả năng số lượng người còn lại để lây nhiễm sẽ giảm dần đáng kể và thậm chí là dừng lại. Nhờ khả năng miễn dịch tập thể này, tất cả chúng ta sẽ được bảo vệ. Nếu chúng ta tiếp tục giữ biện pháp nghiêm ngặt này của chính phủ trong thời gian dài, dịch bệnh có thể trở lại bất cứ lúc nào trong thời gian tiếp theo. Việc để lây lan cộng đồng sẽ tăng dần số người bị nhiễm, chính vậy sẽ tăng dần khả năng miễn dịch tập thể. Điều này sẽ chuẩn bị cho Cộng hòa Séc mở cửa biên giới trong tương lai. Hiện giờ, vẫn chưa rõ có bao nhiêu người cần để nhiễm bệnh. Sau khi nghe thông báo về kế hoạch lây lan cộng đồng, Thủ tướng Andrej Babiš và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jan Hamáček không hoàn toàn tán thành về điều này. Thủ tướng cũng như Phó Thủ tướng đều cho rằng sẽ cần phải nghiêm túc và suy nghĩ chặt chẽ khi đưa ra quyết định, do kế hoạch này quá mạo hiểm. Tổng thống Miloš Zeman sẽ trao cho nhà dịch tễ học kiêm Thứ trưởng Bộ Y tế Roman Primula danh hiệu nhà nước cao quý nhất vào ngày 28 tháng 10. Đây là danh hiệu dành cho các hoạt động của Thứ trưởng trong việc chống lại đại dịch COVID-19. Thứ trưởng Roman Primula có bày tỏ sự ngạc nhiên về điều này. Ông cũng nhắc thêm, các đồng nghiệp của ông cũng xứng đáng nhận được danh hiệu cao quý tương đương. Một loại thuốc có thể chữa khỏi COVID-19 đang từ Tokyo đến Séc. Những đợt đầu tiên, Nhật sẽ tặng Séc. Trong vài ngày nữa, Cộng hòa Séc sẽ nhận đợt thuốc đầu tiên mang tên Favipiravir. Liều thuốc đợt đầu sẽ chuẩn bị cho 20-25 bệnh nhân và đây là Tokyo gửi làm quà tặng để Séc thử nghiệm. Vì loại thuốc này, một trong số trường hợp đã ngăn chặn thành công coronavirus. Đợt đầu sẽ được áp dụng tại bệnh viện Všeobecná fakultní nemocnice tại Praha. Nếu cần thiết, Séc sẽ đặt và chi trả lô thuốc tiếp theo cho khoảng 80 người. Quý vị và các bạn, tạm gác lại những con số lây lan làm chúng ta, những con người trên toàn cầu phải suy nghĩ. Hãy cùng chúng tôi nhìn về thế giới ở một góc hình khác. Vâng, khoảng cách, cấm và quy định. Thế giới cách nhau 2 mét. Nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng phương pháp duy trì sự tách biệt giữa mọi người trong không gian cộng đồng để chống lại sự lây lan của coronavirus. Những hình ảnh sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn thấy cách đối phó về vấn đề social distancing, tạm gọi là khoảng cách của xã hội ở nhiều góc hình khác nhau trên hành tinh. Khoảng cách xã hội đã trở thành một tiêu chuẩn của thế giới. Các tín đồ bị hạn chế tiếp cận ở bức tường than khóc tại Jerusalem. Tại Anh, vào nhà vệ sinh nam cũng cho thấy khoảng cách phải được duy trì tại thời điểm hiện tại. Khoảng cách tại một cửa hàng bán phô mai tại Ý. Đến bệnh viện ở Padang, Indonesia chỉ có thể nghỉ ngơi trên băng ghế.
Người dân tại Vũ Hán, Trung Quốc xếp hàng đợi trước chính quyền và ngân hàng vẫn có khoảng cách. Dân thường ở Kenya, Singapore, Pakistan đang xếp hàng để chờ lấy thức ăn hoặc mua thức ăn cũng phải giữ khoảng cách. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại bản tin Tam Đa do ban biên tập Tam Đa Media thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Tam Đa vào lúc 19 giờ thứ bảy tuần sau.